nhằm mục đích mang đến cho quý vị nhà đầu tư những bài học sâu sắc từ đầu tư cổ phiếu thành công cũng như là các trường hợp thất bại, từ đó rút ra các cái kinh nghiệm áp dụng vào trong đầu tư chứng khoán hiệu quả hơn. Thì hôm nay AZFIN Việt Nam sẽ khởi đầu một cái chuỗi series bài học đọc vị cổ phiếu, phần 1 doanh nghiệp xuất sắc gặp khó khăn tạm thời. Chúng tôi đã sẽ đưa cho quý vị và các bạn từng cái quá trình đọc vị cổ phiếu PNG và bài học từ đó. Thì đây là một trường hợp điển hình doanh nghiệp xuất sắc gặp khó khăn tạm thời và mang lại cái kết quả lợi nhuận rất cao cho những nhà đầu tư. PNG gặp khó khăn tạm thời khi đầu năm 2016 PNG ra kết quả kinh doanh năm 2015. Nếu chỉ nhìn doanh thu và lợi nhuận sau thuế thôi thì chúng ta sẽ thấy rất xấu và rất nhiều nhà đầu tư đã mang cổ phiếu ra bán vào cái thời điểm đó. Nguyên nhân đầu tiên, nếu mà nhìn vào doanh thu thì giảm 16,74% so với năm 2014, chỉ đạt 7.741 tỷ đồng. Như vậy chúng ta có thể thấy doanh thu giảm khá mạnh, đúng không ạ? Lợi nhuận sau thuế thì giảm lại còn mạnh hơn nữa cơ, giảm 37,2% so với năm 2014, chỉ đạt 152,3 tỷ đồng. EPS là 1.580 đồng, giá cổ phiếu là 45 đến 46 ngàn đồng ở cái giai đoạn công bố kết quả kinh doanh đó. Như vậy chúng ta thấy PE bằng 29 lần, tỏ ra rất đắt. Nếu quý vị chỉ nhìn thế này thôi thì khẳng định với quý vị rằng quý vị sẽ nói no với cái cơ hội đầu tư PNG này. Tuy vậy đó chỉ là cái bề ngoài của nó mà thôi. Cái việc ra quyết định đầu tư không chỉ đơn thuần là nhìn vào doanh thu và lợi nhuận sau thuế đâu quý vị ạ, mà nó còn phải nhìn vào cái ẩn chứa bên trong đó. Ẩn chứa bên trong đó. Thì tuy là những cái chỉ số rất xấu như vậy, nhưng AZFIN đã quyết định mua cổ phiếu PNG với giá 45-46 ngàn như vừa nói ở trên. Và sau một quá trình theo dõi từ năm 2013 với cổ phiếu này trên các cái cơ sở sau. Cơ sở thứ nhất đó là chúng tôi nhận thấy PNG đang thay đổi mô hình kinh doanh từ bán nhiều cái vàng miếng, chủ yếu bán vàng miếng, sang bán trang sức với cái biên lợi nhuận cao gấp 10 lần. Chính điều này đã làm cho doanh thu của công ty giảm. Bởi vì người ta mua trang sức thì người ta không thể mua nhiều như vàng miếng được. Vàng miếng người ta đầu tư, người ta có thể mua 100-200 cây, vài trăm cây, nhưng trang sức thì không phải vậy. Tuy vậy thì cái biên lợi nhuận từ cái trang sức nó lại gấp những 10 lần so với biên lợi nhuận của vàng miếng, thậm chí còn gấp 20 lần cơ. Bởi vì biên lợi nhuận của trang sức nó lên đến 20%, trong khi vàng miếng đâu đó cũng chỉ quanh 1% mà thôi. Và chính nhờ cái việc chuyển dịch này, nó khiến cho doanh thu của công ty giảm 16,7% như ở trên tôi trình bày. Nhưng lợi nhuận gộp, tức là lấy doanh thu trừ đi cái chi phí, cái giá vốn hàng bán ấy, thì ta gọi là lợi nhuận gộp, thì lại tăng tới 31,6%. Và lợi nhuận gộp chính là cái minh họa rõ nhất về cái lõi kinh doanh của doanh nghiệp. Thì đây là một mức tăng trưởng rất mạnh mẽ. Và nguyên nhân đến từ thay đổi cơ cấu sản phẩm từ giá trị thấp sang giá trị cao. Bởi vì trước đây ở Việt Nam cơ bản kinh tế còn khó khăn, thế thành ra đa phần người ta chỉ quan tâm đến vàng miếng mà ít quan tâm đến trang sức làm đẹp, đúng không ạ? Và xét từ năm 2012 thì chúng tôi thấy PNG đã tạo đáy kết quả kinh doanh cùng với cái suy thoái đáy kép của Việt Nam. Tức là Việt Nam cái giai đoạn khủng hoảng 2007-08 đến 2012-13 đó là đáy kép. Thế giới 2011-12 đã lên rồi, nhưng Việt Nam năm đó còn khủng hoảng rất là mạnh mẽ, nó khủng hoảng gọi là hai đáy đấy, đúng không ạ? Và mảng kinh doanh chính của PNG đang đi lên một cách mạnh mẽ từ năm 2013, chứ không phải đến năm đầu 2016 nó mới đi lên, hay 2017-18 mới đi lên, mà nó đi lên từ năm 2013. Tiếp theo, lý do thứ hai mà chúng tôi quyết định xuống tiền cái cổ phiếu PNG cho dù lợi nhuận giảm PE rất cao, đó là chúng tôi đã đi tìm hiểu về sự chuyển dịch này, thì nhận thấy một số cái dấu hiệu như sau. Ở đây, ngày xưa thì chúng tôi cũng đọc cái quyển Nhà đầu tư thông minh và chúng tôi tham khảo trong cái này. Và chúng tôi tìm hiểu thấy được như sau. PNG một mình một ngựa trong cái lĩnh vực
mở chuỗi bán lẻ trang sức này khi bỏ xa hoàn toàn so với đối thủ thứ hai là Doji. Doji cũng có bán trang sức và một số cái thương hiệu khác cũng có bán, nhưng bán rất là nhỏ lẻ. Đâu đó Hà Nội họ có khoảng 1-2 cửa hàng chẳng hạn, Sài Gòn 1-2 cửa hàng, một vài tỉnh có một cửa hàng. Như vậy chỉ có vài cửa hàng, đúng không ạ? Mà cơ bản Doji cũng như các cái thương hiệu khác tập trung chủ yếu bán vàng miếng nhiều hơn. Và Doji thì họ mua các cái chi nhánh của SJC để làm cái điều đó. Đó, tức là thị trường này cơ bản nó bỏ ngỏ. Và PNG một mình một ngựa xông vào cái thị trường vô cùng rộng mở như thế này. Đó. Thứ B, đó là hiệu quả kinh doanh của chuỗi được chứng minh với biên lợi nhuận lên đến 30%. Thưa quý vị, biên lợi nhuận lên đến gần 30%. Cao hơn quá nhiều so với bán hà vàng truyền thống chỉ 1% đến 1,5%, cùng lắm là 2%. Và C, PNG sở hữu cho mình nhiều thợ kim hoàn có tay nghề cao. Đây chính là các nghệ nhân ạ, nhiều nhất Việt Nam. Thì có thể nói bằng tổng tất cả các đối thủ cộng lại. Từ đó cho thấy PNG có lợi thế cạnh tranh với sản phẩm mới và đã thành công rất mạnh mẽ. Đó, tuy nhiên cái kết quả nó chưa lộ ra. Chưa lộ ra bởi vì một cái lý do xấu ở phía sau. Đó, chúng ta có thể thấy ông ấy lao vào một cái thị trường mà không, gần như không có đối thủ. Và cái thị trường này là một thị trường vô cùng tiềm năng khi kinh tế Việt Nam đang dần tăng trưởng và phát triển, thu nhập người dân cao hơn, cái việc làm đẹp của họ giờ đây ngày càng nở rộ, đúng không? Ngày trước chỉ là ăn cho đủ no, bây giờ phải ăn ngon mặc đẹp, đúng không ạ? Đó. Tiếp theo, cái lý do thứ ba chính là cái lý do làm cho cái lợi nhuận của PNG nó giảm hơn 30% so với năm 2014. Đó là PNG phải dự phòng cái khoản đầu tư vào ngân hàng Đông Á với khoảng 7,7% cổ phần, tức là 7,7% cổ phần cả ngân hàng đó, do Đông Á Banh bị đưa vào diện ngân hàng cần phải xử lý do nợ xấu cao và vấn đề hoạt động trái pháp luật của họ. Và thực sự chồng của bà chủ tịch cũng là tổng giám đốc của Đông Á và cũng đã phải gọi là đi tù vì cái việc Đông Á hoạt động kinh doanh đâu đó chưa được hợp lý và rất là kém hiệu quả, từ đó bị nhà nước đưa cái ngân hàng vào diện kiểm soát. Thì PNG đã phải trích lập dự phòng cho khoản này rất lớn. Và việc dự phòng này chúng tôi xem xét đánh giá trong báo cáo tài chính thấy rằng nó bắt đầu từ năm 2014 với 8 tỷ đồng. 2015 thì dự phòng tới 300 tỷ đồng. Quý vị có thể này, dự phòng 300 tỷ đồng thì tất nhiên lợi nhuận của PNG phải giảm rất mạnh rồi, đúng không ạ? Bên cạnh đó là PNG cũng có một cái khoản lỗ thanh lý đầu tư 39 tỷ đồng. Thì đây là một khoản bất thường. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng 2015 doanh nghiệp này lỗ bất thường mất 340 tỷ, tương ứng với khoảng độ 270 tỷ lợi nhuận sau thuế, đúng không ạ? Nếu loại trừ cái khoản lỗ này thì lợi nhuận co của PNG phải cộng thêm khoảng 270-280 tỷ nữa, tức là đạt 420 tỷ lợi nhuận cơ, chứ không phải là có 150 tỷ như 150 tỷ thôi. Và PE thực sự trên cái co kinh doanh chỉ 10.5 lần mà thôi, không hề cao một chút nào. Tức là đây là một mức siêu rẻ với một doanh nghiệp đang mở rộng rất mạnh, tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ và có lợi thế cạnh tranh gọi là gần như là độc nhất vô nhị. PE có 10.5, tăng trưởng 20-30% một năm, rất mạnh mẽ trong một cái thị trường vô cùng rộng mở. Và việc dự phòng này chúng tôi dự kiến 2016 đâu đó chỉ còn khoảng 80 tỷ nữa, bởi vì chúng tôi thấy ghi nhận vẫn còn khoảng 80 tỷ, thì chúng tôi cho rằng 2016 sẽ dự phòng nốt khoảng 80 tỷ nữa. Thì như vậy kết quả kinh doanh năm 2016 ấy, theo tính toán tối thiểu phải đạt 400 tỷ, không thì phải đạt 500 tỷ lợi nhuận sau thuế. Bởi vì năm 2015 nếu mà không tính dự phòng là 420 tỷ rồi, thì 2016 tăng trưởng chúng tôi cho rằng tăng trưởng khoảng 30%, tức là phải được hơn 540 tỷ. Nếu trừ đi khoảng 80 tỷ dự phòng thì vẫn còn khoảng 400 đến 500 tỷ lợi nhuận sau thuế. Và 2017 thì có khả năng tăng lên 700 tỷ lợi nhuận sau thuế, là một điều hết sức bình thường. Đó, đó là cái lý do thứ ba. Và tiếp theo là lý do thứ tư, là kinh tế Việt Nam cơ bản đến năm 2016 đã xác nhận qua cái giai đoạn khó khăn nhất, tức là qua hết các cái giai đoạn khủng hoảng rồi. Thì chúng tôi kỳ vọng rằng
kinh tế sẽ tăng trưởng tốt trở lại, mạnh mẽ từ năm 2016, và kết quả thực sự đã xảy ra như vậy. Và trong khi đó thì tiêu thụ vàng trang sức của Việt Nam vẫn còn rất thấp. Như tôi nói, người Việt trước đó thu nhập còn thấp, người ta chỉ nghĩ đến gọi là ăn sao cho đủ no, đúng không? Mặc sao cho đủ ấm, chứ không thể nghĩ đến cái chuyện ăn ngon mặc đẹp được. Nhưng mà bây giờ khi kinh tế tốt thì cái tiêu thụ vàng trang sức dần dần nó nhích lên. Nó còn rất nhỏ và nó có cơ hội tăng rất rất mạnh. Rất mạnh, đúng không ạ? Cùng với thu nhập đầu người tăng lên do kinh tế trở lại và tăng trưởng rất tốt, đúng không ạ? Đầu tư FDI rất nhiều. Khi đó thì cái chuỗi bán lẻ trang sức thì còn nhiều dư địa tăng trưởng tới vài chục phần trăm một năm trong một cái thị trường bỏ ngỏ như vậy. Và việc kinh doanh vàng trang sức theo chuỗi hiện đại, như tôi đã nói, bị bỏ ngỏ. Các cái đối thủ khác gần như họ không quan tâm đến. Họ chưa nhận ra cái cơ hội trong đây. Và họ đã chậm chân hơn PNV rất nhiều. Đó là lý do thứ tư. Chính vì thế chúng tôi đã mạnh dạn mua cái cổ phiếu PNV này. Và chúng tôi đã chốt lời nó sau 2 năm nắm giữ. Và tháng 2 năm 2018, sau khoảng sấp xỉ 2 năm nắm giữ, thì chúng tôi bán PNV với giá trung bình đâu 169.000 đồng. Trong khi giá mua 45 đến 46.000. Vì các lý do sau. Một, thị trường chứng khoán đã ở mức khá cao, lúc ý khoảng độ sấp xỉ 1.100 điểm. Và sau đó đến tháng 4 2018 thì thị trường đã tạo đỉnh vào đầu tháng 4 2018 với 1.180 điểm gì đó. Thì khi đó PE của thị trường là 21 lần. Thì đây là một mức rất cao so với lịch sử. Rất rất cao luôn so với lịch sử. Chỉ thấp hơn so với mức đỉnh cao 2007, 46-47 lần mà. Thì lên cái khả năng thị trường chứng khoán trong tương lai điều chỉnh hoặc suy giảm là có xác suất cao. Bởi vậy chúng tôi đã mạnh dạn cho lời. Thứ hai, cổ phiếu PLG khi đó PE đã được định giá lên mấy bằng 25,06 lần rồi. Đấy là định giá cái cò. Thì chúng tôi xác định đây là một mức mà chúng tôi cho rằng khá cao trong cái điều kiện kinh tế đã đạt mức tàn dụng, tức là kinh tế đã tăng trưởng rất mạnh rồi. Tương lai khó có thể tăng trưởng mạnh nữa. Đúng không ạ? Thì PE bằng 25,06 lần thì chúng tôi cho là cả. Ở thị trường cao, PE của cổ phiếu cao. Và nó không còn nhiều bất ngờ nữa. Cho dù tăng trưởng 2018, kết quả kinh doanh có thể tăng trưởng 20% đi chăng nữa, thì PE vẫn còn 20 như vậy, vẫn không hề rẻ. Và hơn nữa chúng tôi đầu tư là kỳ vọng lợi nhuận đạt cao cơ. Thì với mức này thì không thể lợi nhuận quá cao được. Quá cao được. Đúng không ạ? Và kết quả là khoản đầu tư ban đầu của PLG gấp tới 3,97 lần, tức là tính cả cổ tức đấy, giá mua 45,46 và bán được 169, tức là tăng hơn gấp 3,4 lần. Bên cạnh đó cộng thêm cổ tức nữa là 3,97 lần. Và nếu tính cả deal này, tức là chúng tôi mua thêm sau này, chúng tôi vẫn mua thêm ấy, chứ không phải mua được một điểm giá 45,46 hết đâu, thì chúng tôi tăng 2,7 lần, tức là chúng tôi mua thêm, nhặt thêm, nhặt thêm. Hay nói cách khác thì lãi kép của chúng tôi hàng năm sấp xỉ là 89,72% trong vòng 2 năm đầu tư vào PNV. Thực sự phải nói là một mức sinh lời vô cùng ngọt ngào, cao. Đúng không? Và nguyên nhân thành công chính là khi cổ phiếu xuất sắc gặp khó khăn tạm thời là cái thời cơ mua tốt nhất của quý vị, chứ không phải lúc đó chúng ta quay lưng lại với nó. Tương tự có các cái trường hợp khác, ví dụ như là tập đoàn Hòa Phát năm 2018-19, đầu 2020. Tập đoàn này hoạt động vẫn rất tốt, mọi thứ rất ok. Có điều kinh tế nó tạm chững lại, giá thép bị suy giảm, khiến cho lợi nhuận tạm thời của Hòa Phát bị thấp một chút mà thôi. Nhưng mà nhiều nhà đầu tư không biết đã lôi ra bán tống bán tháo. Và kết quả là từ đáy 2020 đến tháng 8 năm 2021 thì cổ phiếu Hòa Phát đâu đó tăng khoảng hơn 5 lần trong vòng có hơn 1 năm. Đó. Thì khi quý vị nhận thấy một cổ phiếu xuất sắc bị gặp khó khăn tạm thời mà định giá lại hấp dẫn, thì đó là một cơ hội không thể bỏ qua và quý vị phải tận dụng vậy. Thì đó chính là cái một trong những cái nội dung mà trong các cái chương trình về đọc vị cổ phiếu AZFIN Việt Nam cung cấp cho quý vị và các bạn. Đó. Chúng ta muốn đầu tư thành công, chúng ta phải hiểu bản chất của doanh nghiệp, hiểu bản chất của kinh doanh, hiểu doanh nghiệp tạo ra doanh thu lợi nhuận như thế nào, đến từ đâu, ảnh hưởng bởi những yếu tố nào.
và tương lai doanh nghiệp đi đến đâu. Và cái việc phân tích báo cáo tài chính trong đọc vị cổ phiếu là vô cùng quan trọng. Phân tích báo cáo tài chính ở đây không phải là phân tích báo cáo tài chính ở trường đại học, là đưa ra các con số quá khứ rồi chém gió trên cái đó. Đó là một sai lầm vô cùng lớn. Tôi lấy ví dụ, rất nhiều giảng viên đại học dạy các sinh viên của mình rằng bạn muốn tính xem doanh nghiệp tăng trưởng 1 năm tới, 2 năm tới, 3 năm tới là bao nhiêu phần trăm. Bạn lấy trung bình trong quá khứ tăng trưởng bao nhiêu thì bạn áp cho tương lai là như vậy. Đó là một điều sai lầm vớ vẩn vô cùng luôn. Tôi xin thưa với quý vị, nếu phân tích báo cáo tài chính như thế mà thành công ấy, thì giáo sư đại học đã giàu nhất thế giới rồi, thì các kiểm toán viên cũng giàu nhất thế giới rồi, đúng không? Thì các kế toán là những người đầu tư thành công nhất Việt Nam rồi, đúng không? Nhưng phân tích báo cáo tài chính ở đây, đọc vị cổ phiếu ở đây là chúng ta phải dựa vào những cái gì đó đang diễn ra, và chúng ta từ đó đưa ra cái kết luận rằng 1 năm nữa, 2 năm nữa, 3 năm nữa doanh nghiệp có tăng trưởng và phát triển mạnh hay không. Thì lúc đó chúng ta mới biết nó có tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận không. Quay lại ví dụ cái trường hợp dự báo về kết quả kinh doanh của 1 năm tới, 2 năm tới, 3 năm tới như thế nào. Đó là không phải dựa vào quá khứ tăng trưởng bao nhiêu, mà phải dựa vào doanh nghiệp ý đang đầu tư mở rộng dự án nào, công suất là bao nhiêu, đáp ứng cái nhu cầu thiếu hụt nào của thị trường. Khi mở rộng đó thì mỗi năm công suất tăng thêm bao nhiêu so với quá khứ, và nó tăng được mấy năm thì full công suất. Bên cạnh đó, cái sản phẩm đó ra liệu có được thị trường chấp nhận hay không. Ví dụ Hòa Phát, họ mở rộng vào cái dự án HRC ở Dung Quất 2, dự kiến là sắp tới là năm 2022 họ sẽ bắt đầu. Thì họ xây dựng khoảng 2 năm họ có sản phẩm. Thì HRC ở Việt Nam đâu đó vẫn đang thiếu khoảng 5 đến 6 triệu tấn một năm. Thì như vậy họ cung cấp vào đúng cái ngách thị trường đang thiếu, thì tất nhiên sự thành công của họ này chắc chắn. Nhưng nếu mà thép xây dựng bây giờ đang gọi là hơi dư cung một chút, họ mà lại mở rộng vào toàn thép xây dựng chẳng hạn, thì 2 năm nữa khi sản phẩm của họ ra 5-6 triệu tấn thì họ bán cho ạ. Thì như vậy họ không những mà không thành công, thậm chí là thất bại, đúng không? Đó là những cái nội dung mà chúng ta cần phải đọc vị được doanh nghiệp. Hay là như trường hợp PNG ở trên, chúng ta phải nhìn rõ lợi nhuận doanh nghiệp giảm, doanh thu giảm là từ đâu. Không phải cứ giảm là xấu, giảm từ một cái yếu tố bất thường nào đó, và yếu tố đó nó chỉ diễn ra một lần thôi, thì tất nhiên sau đó nó sẽ trở lại rất tốt, đúng không ạ? Khi quý vị đọc vị được như vậy thì cái con đường trở thành top 5% nhà đầu tư dẫn đầu, top 1% nhà đầu tư dẫn đầu, và ai thì phải kết hợp thêm cái tính siêu việt của mình nữa thì mới có thể vào top 0,1% nhà đầu tư dẫn đầu. Thì khi đó tài chính tự đến, tiền tự đến, và tự do tài chính tự đến. Xin chúc quý vị và các bạn có được những cái kiến thức hữu ích ứng dụng vào trong đầu tư của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.